ơn chú nữa. Ừ, cảm ơn cháu. Ông ơi, ông đánh rơi trong bóng ạ. Giày ông sạch lắm, không đánh đâu. Ông ơi, từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì mà cũng chưa có khách nào. Ông có thể thuê cháu đánh giày được không ạ? Cháu hứa cháu sẽ đánh thật bóng, thật đẹp và chỉ lấy giá rẻ thôi ạ. Thôi được rồi. Đợi xe của ông đấy ạ. Đánh nhanh vào nhá. Vâng ạ. Cháu cảm ơn ông ạ. Ông ơi, giày của ông xong rồi ạ. Cục xin. Vâng. Đây, dép của cháu đây. Thế của ông hết bao nhiêu tiền? Của ông hết 10.000 ạ. Ờ. Này, ông không có tiền lẻ đâu. À, không sao ơi, để cháu đi đổi ạ. À, chú ơi, chú đổi cháu tiền lẻ cháu trả cho ông ạ. Từ sáng giờ chú không có khách, chú không có tiền lẻ đâu cháu ạ. Ông ơi, ông đợi cháu một tí để cháu đổi tiền lẻ không giả ông ạ. Ở gần đây có một cửa hàng tạp hóa, cháu đi tí cháu về. Cháu đi nhanh lên, không trời sắp mưa rồi đấy. Vâng ạ. Ơi, anh Hoàng vừa gọi cho cháu bảo là chiều nay chuẩn bị có cơn bão, chú về nghỉ sớm chú ạ. Ờ, chú biết rồi. Vâng. Ờ, chú ơi, sao chú lại tin và đưa cho thằng bé đánh giày một số tiền lớn như vậy ạ? Nó cập rồi đi luôn thì chú có giận không? Không, chú không giận. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Các cụ đã dạy rồi, đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng nó đã không làm được. Nó không quay lại thì chú khá là thất vọng. Ông ơi, ông có phải là người vừa đưa tiền thừa cho em cháu đúng không ạ? Em cháu là ai? Hai anh em cháu sinh đôi, giống hệt nhau. Nhưng em cháu lại có một vết bớt ở đây này. Ờ, ông nhớ rồi. Ờ, nhưng em cháu làm sao? Em cháu bị xe đâm. Cháu phải chăm em. Thế nên bây giờ cháu mới đến tận đây để trả tiền cho ông ạ. Cháu xin lỗi ông, cháu gửi tiền ông ạ. Ờ, ông xin. Ở đây chỉ có hai anh em cháu chăm nhau. Thế à? Thế em cháu hiện nay đang ở bệnh viện. Ờ, cháu có thể đưa ông vào bệnh viện xem là ông có giúp gì được cho em cháu không nhá? Thật không hả ông? Thật chứ. Vâng ạ. Đi thôi. Cháu cảm ơn ông. Ờ. Chú ơi, chú đi cẩn thận nhá. Cháu đóng cửa hàng rồi cháu vào hỗ trợ chú. Ờ, cảm ơn cháu. Vâng ạ. Chú đi trước nhá. Vâng ạ. Đi, hai ông cháu mình đi nhá. Vâng ạ.